Chào các bạn nha. Bữa nay nước cạn quá, mấy anh đang kéo lưới nè các bạn. Nhưng mà cánh đồng này là chuẩn bị đem máy ra cài các bạn ơi. Có chiếc máy là máy này nó làm ra là chiếc máy tự chế. Giờ ôm lưới lên dài nước lớn rồi các bạn ơi. Đây. Bắt đầu chiếc máy ra ruộng rồi các bạn. Bị lên dốc. Đầu ra cái láng ruộng này xới nè các bạn, máy đang chạy ra sắp tới rồi. Bây giờ đến nơi các bạn ơi, bắt đầu khai cái bánh vô chạy này. Có hai bánh là cực. Bởi vì giờ khai bánh lồng vô. Này là cơ khí của 7. Máy này mua nguyên toàn bộ cả trăm các bạn ơi. Đây bộ bánh lồng. Ủa nó ba bánh rồi hả ta? Bốn bánh rồi. Bốn lần rồi. À, hai cái trước. Tưởng đâu nó chạy hai bánh hai bên, một bánh sau á chứ.
nhớ quay lồng với nhau. Xuống mấy cái bánh lồng này gắn vô này. Rồi thiếu đội lấy đâu nữa à. Nhắc bánh lên thay. Vậy giờ chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn coi vui vẻ. Giờ để anh em khai xong rồi cái trình cài mình quay tiếp cho các bạn xem. Ok. Ổng quang chiếc máy.